Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em gửi đến cho mọi người một chiếc Honda CR-V. Chiếc này nếu như anh chị nào mà để ý và theo dõi cái kênh YouTube này của em thì anh chị đã biết là em mới về được khoảng 2 ngày. Thì hôm nay em cho đi spa sau sau khi spa thì em gửi đến mọi người một cái video hoàn chỉnh hơn về chiếc xe này. Đây là phiên bản L sản xuất năm 2018, xe nhập khẩu, màu trắng biển tỉnh. Xe của em chạy được 4 vạn km mọi người nhá. Tức là hơn 40.000 đấy ạ. Ở ngoài Bắc thì cứ hay gọi là vạn, còn ở trong miền trong thì hay gọi là khoảng hơn 40.000 đấy ạ. Đó. Thì cái đó nó không quá quan trọng đâu. Quan trọng nhất nó vẫn là chất lượng của xe. Và những cái yêu cầu của cửa hàng em thì mọi người biết rồi. Về chất lượng thì luôn được đảm bảo 100%. Và mọi người có thể mang xe vào hãng hay là bất kỳ gara đại lý nào trên toàn quốc mà mọi người tin tưởng để kiểm tra chất lượng của xe. Đây là chiếc CR-V nhập khẩu. Dòng này thì chỉ được nhập khẩu về Việt Nam từ cuối năm 2017 mọi người nhé. Đầu năm 2017 thì chúng ta vẫn còn lắp ráp CR-V với sử dụng động cơ 2.4. Chiếc này thì sử dụng động cơ 1.5 turbo và là dòng nhập khẩu. Ở cuối năm 2017 là đã về dòng này rồi. Bản này của em là bản L cao cấp nhất thì sẽ được trang bị đèn full LED này. Đèn gầm cũng là đèn LED luôn ạ. Đó. Đó là những gì chúng ta có thể phân biệt được ở bên ngoài. Còn nếu như vào bên trong nhá, vào bên trong thì chúng ta sẽ có thêm cả một số cái option nữa. Lát nữa thì vào bên trong em sẽ quay cụ thể để cho mọi người xem. Còn bên ngoài thì chiếc xe này của em lắp thêm một cái bậc dẫm đây. Đó, cái bậc dẫm cố định trên xe. Lốp Michelin nguyên bản theo xe từ năm 2018 ạ. Thật ra một số cái điểm xước sát thì không thể tránh được, xe đã qua sử dụng rồi thì mình cũng không thể đòi hỏi được là đòi hỏi nó zin 100% hay là phải là sơn đến 99 100%. Thật sự là rất là khó. Cái dòng xe cũ này thì như em đã nói rồi, em sẽ bao chất lượng, bao tất cả những cái gì yêu cầu khắt khe nhất thì em sẽ bao cho mọi người để mọi người yên tâm. Còn về bề mặt sơn nhá thì em không đảm bảo, trừ những chiếc nào thật sự là nó là siêu siêu lướt như cái chiếc City hôm trước em mua được có 12.000, chạy được có 12 km ấy. 12 km mọi người nhá. Chiếc đó thì em dám cam kết từ A đến Z, từ những cái nhỏ nhất luôn. Nhưng mà những chiếc xe đã qua sử dụng 2 năm như này, 3 năm như này thì không tránh được đâu ạ. Dòng nhập khẩu này thì vẫn được rất là nhiều khách hàng đang đi tìm và lựa chọn tìm nhập khẩu. Bởi vì hiện tại nhá, theo quan điểm của mỗi người thì sẽ khác nhau. Có người thì sẽ thích xe CR-V trong nước, nhưng có người thì sẽ chỉ thích cái dòng nhập khẩu này thôi. Mỗi người sẽ có một cái quan điểm và nhận định riêng, nên là mỗi dòng xe sẽ nhắm đến một lượng khách hàng riêng. Đó. Thì chiếc này là chiếc nhập khẩu và em nghĩ là bác nào mà thích chạy xe nhập khẩu ấy, thì sẽ phù hợp hơn so với những bác mà thích cái công nghệ, thích cái đời mới thì bây giờ sẽ có thêm cả cái xe của xe Việt Nam lắp ráp. Đó. Lốp theo xe nguyên bản Michelin và từ năm 2018 rồi nhá. Ở phần hàng ghế sau này cũng khá là rộng rãi và thoải mái. Mọi người nhìn của em này. Về chất lượng thì hoàn toàn được yên tâm và đảm bảo. Cửa sổ trời trên bản full này thì sẽ có thêm cửa sổ trời mọi người nhá. Khá là rộng đúng không ạ? Khi mà chúng ta để ghế nó ngả như thế này thì ngồi nhìn vào nó rất là rộng luôn. Mặc dù là CR-V cũng không phải là quá rộng rãi ở trong phân khúc này đâu. Tuy nhiên là nhìn như thế này mọi người thấy này, đủ dùng đúng không ạ? Tất cả những cái điểm này vẫn còn nguyên ni lông này, còn chưa bóc, em để nguyên ạ. Đó. Ghế chỉnh điện. Đó, hoàn toàn là yên tâm về chất lượng của xe. Mọi người nhìn cho em này, nội thất bên trong này khá là mới và ok luôn.
Từ trước đến nay thì em cũng thường xuyên khuyên khách hàng của mình và khuyến khích khách hàng của mình tìm những chiếc xe về chất lượng, ưu tiên về chất lượng nhiều hơn. Mọi người mua một chiếc xe thì với cá nhân em ấy, có thể đắt hơn 10 thậm chí 20 triệu cũng được. Quan trọng nhất nó vẫn phải là chất lượng tuyệt vời. Còn nếu như mà mua một cái xe mà rẻ hơn được 10, 20 triệu nhưng mà về anh chị em bạn bè đến chơi hoặc là ai đấy hỏi thăm mà bảo mua bấy nhiêu tiền nhưng mà nhìn nó không ưng, nhìn cái xe nó xấu, mặc dù là rẻ đấy nhưng mà xấu, ai cũng chê ấy, thì mình sẽ rất là nhanh chán và sẽ nhanh chán chiếc xe của mình. Nhưng nếu mua một chiếc xe ấy, mà nó đẹp ấy, thì mặc dù có thể người ta bảo đắt một tí nhưng mà thật sự cái xe này nó đẹp, thích, thì đó nó vẫn là một trong số những cái tiêu chí đầu tiên của em. Lúc nào cũng khuyến khích khách hàng của mình chọn những chiếc xe ưu tiên về chất lượng, chứ không cần quá quan trọng về màu mè hay là về giá quá nhiều. Em quay cho mọi người xem ở trong này thì mọi người có thể nhận biết và nắm rõ được từng cái con ốc của xe. Đó, em vừa quay cho mọi người xem cái con ốc chân máy rồi thì các cái ốc để giữ thụt xe nguyên bản 100% mọi người nhé. Tất cả những cái dấu sơn ở đây cũng được đánh dấu nguyên bản hết ạ. Đó, đây ạ. Cái bình ắc quy này thì nó tuổi thọ của mỗi xe nó sẽ khác nhau mọi người nhé. Mỗi cái xe bình ắc quy này tuổi thọ của nó rơi vào trung bình khoảng từ 3 đến 5 năm là nó sẽ hỏng. Còn có những cái bình chỉ được khoảng 1 năm, thậm chí 2 năm thôi, thậm chí là 1 năm cũng đã hỏng rồi. Và cái đấy thì không quá quan trọng, nếu mà thay được rồi thì càng tốt ạ. Đó. Đây mọi người nhìn cho em nhé, chất lượng thì đảm bảo, hoàn toàn yên tâm ạ. Những cái chi tiết nhỏ nhất ở đây cũng rất là trau chuốt, được chủ xe rất là giữ và rất là mới. Cái mạ chrome này trông thế thôi nhưng nếu như mà nó bị ố thì sẽ không đánh lại đâu, chúng ta chỉ có thay thôi ạ. Đó, chỉ có thay mới thôi, làm lại rất là khó. Rồi, bây giờ thì em vào ghế lái để cho mọi người xem một vòng nữa, xem đồng hồ km trước khi em kết thúc video ở đây mọi người nhé. Hiện tại thì em đang bán chiếc CR-V sản xuất năm 2018 phiên bản nhập khẩu, màu trắng, biển số tỉnh, chạy được 45.000 km như thế này. Bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 899 triệu mọi người nhé. 899 triệu. Giá này thì có thể thương lượng một chút, nếu như anh chị nào thiện chí với chiếc xe này của em thì vui lòng nhấc điện thoại lên, điện thoại cho em để trao đổi. Chứ thực ra nếu như nghe như thế này thì mọi người cũng không hiểu rõ được hết, mọi người vui lòng alo cho em nhé, để chúng ta có thể trao đổi dễ dàng và chi tiết hơn. Còn nếu như anh chị muốn xem hình ảnh thực tế của chiếc xe này thì có thể qua Zalo hay là Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo. Em sẽ gửi hình ảnh lại để cho mọi người có thể cảm nhận và hiểu hơn về chiếc xe này của em. Xe của em đang có mặt ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội mọi người nhé. Mọi người có thể qua cửa hàng của em để xem xe và chạy thử thoải mái. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Mọi người cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh YouTube này để xem được nhiều video hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.